chỗ này em có phóng xanh rắn ở đây nữa. Đi trước mở đường cho Tuyên đi mấy đứa. Trời ơi, bữa nay dậy trễ một chút xíu. Giờ trời, Lovely là chú rái cá sống trong. Thôi, chú chó Lovely này là em gửi nhà hàng xóm nuôi rồi, nhưng mà sáng ra là thấy nó đợi sẵn ở đây luôn. Rồi nó đi theo em luôn á. Chứ em cho nó nhà hàng xóm rồi đó. Đây là chó cá. Đây, chó cá trên lưng nó có một cái lằn như sóng biển vậy đó. Nó là chó Phú Quốc. Phú Quốc mà nó lai với chó Nhật. Nó ra giống chó cá nhỏ nhỏ như cỡ rái cá. Nghe tiếng ti ti cho quý vị. Ti ti. Sao tụi con trở thành đi sau lui Tiun vậy? Đi trước dẫn đường vô rừng kiếm TT con. TT ban cái bụi cây này cho Tiun coi. TT ơi. Titi, eat. Dạ, Titi nó lẩn trốn trong này, nó xuất hiện rồi, nó lại trốn nữa rồi. Dạ. Quý vị thấy chưa? Titi. Dạ. Hôm nay nó ở khu này. Đường này thông lên rừng đước. Ở trong này thì con người không thể bắt được nó. Dạ. Ok. Dạ. Nếu quý vị nuôi rái cá mà không thể cho nó cuộc sống ngoài thiên nhiên và có thể thả nó tự do ngoài tự nhiên để đi tìm môi trường sống để nó thích nghi với tự nhiên thì tốt nhất là đừng nuôi. Dạ. Đó. Nó mới xuất hiện rồi nó lại ẩn nấp nữa. Dạ. Nó ở đây là một cái môi trường an toàn cho nó. Hy vọng là mọi người đừng làm hại nó, bởi vì tôi nuôi nó, tôi phóng sanh nó luôn rồi. Phóng sanh nó ngoài tự nhiên, nhưng mà để nó có đường nó về, để khi nó cần đến. Đó. Titi. Đây là chính là cuộc sống của nó thưa quý vị. Nó gặp em nó chào em như vậy, nhưng mà chắc là nó không đói bụng. Sẽ ở đây đợi nó cho đến khi nó chơi đã. Nó thật sự nó đói bụng rồi nó sẽ tìm đến.